đến bây giờ chúng ta có thể nói trong nhiều năm chúng ta thực hiện hiệu quả thấp. Kỳ này thì Trung ương Đảng ra cái nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy mạnh mẽ đấy và làm quyết liệt. Thực sự là giả, đúng nghĩa là chúng ta bỏ cấp trung ra. Nó cũng còn nặng, mới nặng về cơ học thôi. Trong tiến trình đổi mới, việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, sau hơn 3 thập kỷ, việc loại bỏ sự cồng kềnh kém hiệu quả đến nay vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Vậy nguyên nhân do đâu và tới đây chúng ta sẽ phải điều chỉnh như thế nào để có được một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả? Mời quý vị và các đồng chí tiếp tục theo dõi chương trình. Đồng chí Lê Quang Thưởng, nguyên là Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Theo đánh giá của ông, việc thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị dù nhiệm kỳ nào cũng thực hiện nhưng vẫn còn nhiều sự lúng túng. Những vấn đề về tổ chức bộ máy luôn luôn đặt ra là phải làm sao cho nó tinh gọn, cho nó làm đúng cái chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức bộ máy đó. Thì cũng có thời kỳ người ta nhập cái tổ chức của đảng với tổ chức của chính quyền làm một bộ máy. Ví dụ như là ủy ban kiểm tra thì nó gắn với thanh tra, thế rồi thì là tổ chức gắn với nội vụ. Rồi có cái thời kỳ thì người ta sát nhập và ban kinh tế, ban nội chính là người ta sát nhập vào văn phòng trung ương. Từ đó có thể thấy việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy thực sự chưa hiệu quả. Bộ máy vẫn cồng kềnh, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước quá lớn, hiệu quả hoạt động chưa cao. Có thời điểm càng tinh gọn thì bộ máy lại càng phình ra. Những nhiệm kỳ nào mà là mạnh thì cái bộ máy nó gọn lại và biên chế nó bớt đi. Nhưng mà nó vẫn luẩn quẩn. Đầu tiên là làm là quyết liệt, nhưng một thời kỳ thì nó lại nở ra. Cái xu hướng của các người cầm quyền, những người thủ trưởng các cơ quan ấy, là muốn làm cái bộ máy của mình nó có đầy đủ các cái thành viên. Nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng với Nghị quyết số 18 tại hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương đã đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây được xem như một đòn bẩy với kỳ vọng là sẽ đủ sức phá tan sự trì trệ kéo dài hàng chục năm qua trong công tác tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Quả thực, chỉ sau hơn 2 năm thực hiện, gần 2.500 phòng, hàng chục đơn vị sự nghiệp công lập, 7 tổng cục đã được tinh gọn, gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó, 97.900 cán bộ công chức đã được tinh giản. Điểm khác biệt so với các nhiệm kỳ trước đây thì có thể nói là trên cơ sở thực hiện nghị quyết Trung ương 6, Chính phủ và Thủ tướng đã rất là quyết tâm trong cái việc mà chỉ đạo sắp xếp các cái tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đặc biệt là đối với các cái tổng cục. Rồi về phía các cái cơ chuyên môn thì số lượng các cái chi cục và các phòng thuộc các sở ngành là cũng đã giảm đáng kể. Giảm nơi chúng ta là thực sự là giảm. Vậy nhưng, nhìn lại một cách tổng thể về việc tinh gọn với mục tiêu hiệu lực hiệu quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Việc sáp nhập còn mang tính cơ học, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, một số mô hình thí điểm bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Sau khi biết thì sẽ thừa ra những cán bộ mà lái xe rồi làm văn thư ấy, thì cái số lượng đấy thì nhiều, thì cũng nếu mà để tại một cái cơ quan như hiện nay ở đây đang thừa bộ phận đấy thì để rất là phí. Chúng tôi cho rằng đối với Bắc Cạn hiện tại như bây giờ thì mới đang đánh giá ở cái góc độ là chúng ta mới đang hợp nhất ở góc độ cơ học. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà hợp nhất rồi thì chúng ta mới giảm được số phòng. Thế còn góc độ cán bộ trước thì chúng ta không giảm được. Hợp nhất cơ quan kiểm tra đánh giá thì cần phải đánh giá. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thì do đại hội, do cấp ủy bầu, nó cơ quan bầu cử và hoạt động theo quy định của điều lệ đảng.
Còn thanh tra nhà nước là thực hiện chế độ bổ nhiệm. Bổ nhiệm và hoạt động theo luật thanh tra. Thì giữa luật và quy định của điều lệ đảng nó không thể đồng nhất được. Cho nên khi mà tiến hành một cái cuộc kiểm tra gắn với thanh tra là chúng tôi cũng chưa làm. Thưa các đồng chí, thưa quý vị, như vậy có thể thấy trong tiến trình đổi mới đất nước, việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị luôn là một yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, như những gì chúng tôi đã phản ánh thì có thể khẳng định một điều rằng cho đến nay dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng bộ máy của chúng ta vẫn cồng kềnh mà hiệu quả hoạt động lại chưa cao. Ngày hôm nay để bàn luận sâu hơn về nguyên nhân của vấn đề này, từ đó có thể gợi mở các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và vướng mắc hiện thời, chúng tôi mời đến trường quay ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ, và ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Thưa các vị khách mời, thì nhìn lại tiến trình thực hiện chủ trương sắp xếp và tinh gọn bộ máy, các vị khách mời đánh giá như thế nào về cái nguyên nhân tại sao cho đến cái thời điểm bây giờ, mặc dù là chúng ta đã có rất là nhiều thời gian, kinh phí, nhưng mà mục tiêu tinh gọn và hiệu lực hiệu quả vẫn chưa đạt được, thì cái nguyên nhân là tại sao? Có thể nói trước khi có nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương thì công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chúng ta cũng đã làm, và cũng có thể nói là nhiều năm làm, nhưng làm chưa có kết quả cả. Nhưng công bằng mà nói, khách quan mà nói, sau khi có nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, sau khi có cái chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau khi có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì rõ ràng hai cái nghị quyết của Trung ương này có chuyển biến rõ nét hơn, hiệu quả hơn. Và tôi thấy rằng đây là một vấn đề mà chúng ta cũng không thể phủ nhận được. Đành rằng trong quá trình thực hiện, có cái thì chúng ta thực hiện đại trà, có cái chúng ta đang làm thí điểm, mà đã làm thí điểm là để rút kinh nghiệm. Nghị quyết Trung ương 6 là được ban hành vào giữa nhiệm kỳ, chúng ta triển khai 2 năm cuối. Thành ra là cái mục tiêu cũng như là cái nhiệm vụ 2 năm vừa qua và chúng ta, và nghị quyết Trung ương 6 cũng đã chỉ ra rồi, là trong cái đoạn trước mắt là chúng ta sẽ tập trung và ưu tiên sắp xếp các cái tổ chức bộ máy bên trong trước. Đấy. Rồi sắp xếp các cái bộ cũng như là cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện, chúng ta sẽ có cái lộ trình ở giai đoạn sau. Đấy. Thì thành ra là nhìn tổng thể là chúng ta thấy là chúng ta đã đạt được kết quả. Không thể nói chúng ta nói không là chúng ta chưa đạt được kết quả. Cái thời điểm mà để mà phản ánh rõ nhất được cái tinh thần của nghị quyết ấy, chính là cái nhiệm kỳ 2021 và 2026 tới đây. Thưa các vị khách mời, thì có thể thấy rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, các địa phương, các bộ ngành cũng đã rất là quyết liệt trong việc thực hiện cái chủ trương tinh gọn bộ máy. Nhưng mà cũng từ thực tế vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là mỗi địa phương, mỗi bộ ban ngành lại có một cái cách làm riêng, từ đó lại dẫn đến bất cập. Vậy thì các vị khách mời đánh giá như thế nào về thực trạng này ạ? Cũng theo tinh thần của nghị quyết 18 đấy, là chúng ta thực hiện một cái chủ trương là đẩy mạnh đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, và trong đó là cũng là khuyến khích cái sự năng động, sáng tạo và phát huy cái tính chủ động tích cực của các cấp các ngành, và cũng trên tinh thần là gì, chúng ta sắp xếp bộ tổ chức bộ máy nhưng mà nó cũng phải phù hợp với cái tình hình, điều kiện và yêu cầu quản lý nhà nước tại các cái địa phương. Chính vì vậy là khi mà triển khai nghị quyết 18 thì Bộ Chính trị đã ban hành cái kết luận số 34, và trong đó là đã giao trách nhiệm rõ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương là sẽ chỉ đạo xây dựng cái kế hoạch để mà triển khai sắp xếp, kể cả các cái mô hình thí điểm. Là phân cấp, nhưng phân cấp phải bảo đảm một cái sự tập trung thống nhất. Đấy. Thế cho nên mà như lúc nãy tôi đã có nói là đây là một vấn đề rất lớn, rất nhạy cảm, rất phức tạp. Nó liên quan, nó tác động rất nhiều mặt. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải làm từng bước, có lộ trình, có bước đi, có kế hoạch, và có thể là phải có những cái điều chỉnh nhất định. Thì sau khi mà theo dõi đánh giá thì Bộ Nội vụ thì cũng đã chủ động tham mưu báo cáo Thủ tướng về cái vấn đề này. Và tại cái phiên họp chính phủ tháng 12 năm 2018 thì Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là cái việc mà thí điểm hợp nhất, sát nhập các cái cơ quan chuyên môn là tạm dừng lại, để chính phủ sẽ có cái báo cáo rà soát kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ lưỡng, báo cáo Bộ Chính trị để cho một cái chủ trương định hướng để chúng ta triển khai một cách nó đồng bộ thống nhất từ trung ương đến địa phương.
bảo đảm cái tính thống nhất trong cái hệ thống bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước. Sở dĩ tại sao lại thủ tướng và bộ nội vụ tức là có cái tính chất là tạm dừng lại, bởi vì lúc đó có thể là gì, trên cái tinh thần chung đó thì có thể rất nhiều địa phương theo cái kiểu mà trăm hoa đua nở mà, thì như vậy có dẫn đến lúc có cái chuyện là nó sẽ rất là phức tạp. Đấy, cho nên là cần phải có một cái định hướng chung thống nhất, để sau này trên cái định hướng chung thì các địa phương tiến hành theo tinh thần đó thì nó tốt hơn. Đấy. Thế mà cũng là để quá trình chúng ta vừa làm một cái việc lớn, một việc phức tạp, một việc khó như vậy, chúng ta cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng là làm một cái ăn ngay được đâu. Về việc tạm dừng việc sắp xếp và sát nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, nhiều ý kiến cho rằng thì việc này là rất cần thiết, nhưng mà cũng có những ý kiến cho rằng là có lẽ là bởi vì chúng ta ngay từ đầu đã thiếu đi một cách làm đồng bộ và bài bản. Vậy thì theo các vị khách mời đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Tôi cho rằng là chủ trương của chúng ta là đúng, nhưng mà có lẽ là đến khi mà triển khai cụ thể đấy thì có lẽ là chúng ta phải tính toán kỹ hơn cái lộ trình, tính toán kỹ hơn cái bước đi, tính toán rõ hơn xem là cái việc này nên đã triển khai đến đâu, đến mức độ nào. Đấy. Có thể là 63 tỉnh thành phố có thể cùng một lúc triển khai không được, nhưng mà trước hết ta làm 5 tỉnh, 10 tỉnh chẳng hạn như thế, thì trên cơ sở đó ta rút kinh nghiệm, ta nhân rộng ra thì nó chắc chắn hơn. Đấy. Thế cho nên là đúng là cái chỗ này là trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện ấy, thì chúng ta nên tính toán nó kỹ lưỡng hơn một chút. Bản thân sau khi nghị quyết ra đời được một năm thì Bộ Nội vụ cũng đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc triển khai nghị quyết. Trong đó có việc là xây dựng các cái kế hoạch cũng như là xây dựng các cái phương án để mà sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng nó tinh gọn. Thế tuy nhiên là trong quá trình chúng tôi đi kiểm tra là chúng tôi đã kịp thời hướng dẫn các địa phương là chúng ta phải tiến hành một cách nó có lộ trình. Đấy, và cái việc mà sắp xếp cái này là cần phải được thực hiện theo đúng cái hướng dẫn của chính phủ. Đấy. Và chúng tôi thì cũng đã tích cực là tham mưu xây dựng thể chế và cũng đã báo cáo cấp có thẩm quyền để có cái định hướng. Đấy, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ sau khi mà cấp có thẩm quyền thông qua rồi nghị định của chính phủ được ban hành thì các địa phương lúc đó sẽ thực hiện một cách nó thống nhất. Thưa các vị khách mời, thì thời gian vừa qua nhiều địa phương trên cả nước cũng đã thực hiện việc sáp nhập một số cơ quan đảng, chính quyền cũng như là triển khai mô hình văn phòng dùng chung. Tuy nhiên thì sau quá trình thực hiện thì đã bộc lộ rất là nhiều điểm nghẽn cũng như là gây ra những băn khoăn trong dư luận. Và một số nơi sau khi sáp nhập thì lại đề xuất lại được tách ra. Vậy thì theo các vị khách mời, có phải rằng là chúng ta đang lúng túng và chưa xây dựng được một mô hình thật sự hoàn chỉnh? Đây nó cũng là một điều rất bình thường thôi. Rất ít có cái chủ trương, cái nghị quyết nào, cái kế hoạch nào mà đề ra mà đến lúc là khi áp vào thực tiễn là nó cứ y xì nó như thế, không có được đâu. Tất cả mọi chủ trương chính sách này đều là do con người nghĩ ra. Vậy thì làm sao mà có thể nói, có ai có thể khẳng định rằng là gì, mọi cái thứ mà tôi đề ra đều khi áp vào thực tiễn nó đều y xì với tất cả các thứ khác, không có chuyện đó. Và trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chúng ta tổng kết, chúng ta sơ kết, chúng ta rút kinh nghiệm để chúng ta hoàn thiện, để gì, để nó lại vận động đi lên thôi, chứ không có gì cả. Thế cho nên đây lại không phải là vấn đề quay lại như cũ. Như vậy thì có thể thấy rằng là đây cũng chính là cái quá trình mà chúng ta thí điểm để tìm ra được một mô hình hợp lý nhất, đúng không ạ? Vậy thì nhìn lại cái quá trình mà chúng ta đã thực hiện cái chủ trương sắp xếp và tinh gọn bộ máy, thì hai vị khách mời đánh giá đâu là cái vấn đề mấu chốt mà chúng ta cần phải tháo gỡ trong thời gian tới đây để việc mà sắp xếp tinh gọn bộ máy có thể đạt được mục tiêu hiệu lực hiệu quả như mong muốn ạ? Tôi nghĩ rằng là mới hơn 2 năm vừa qua chúng ta thực hiện nghị quyết 18-19 của Trung ương thì có thể nói là cũng cho ta những bài học kinh nghiệm rồi đấy. Cũng cho ta những kinh nghiệm rồi đấy. Vâng ạ. Kinh nghiệm về kiện toàn tổ chức thế nào, kinh nghiệm về rà soát chức năng nhiệm vụ thế nào, kinh nghiệm về tinh giản biên chế thế nào thì nó còn đang vướng một tí, chúng ta phải tính tiếp và nghiên cứu tiếp. Thì đứng dưới góc độ là cơ quan giúp chính phủ về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thì bản thân chúng tôi thấy một cái điều rất là quan trọng, đó là chúng ta phải định hình rõ, phải xác định rõ cái mô hình tổ chức. Xác định rõ mô hình tổ chức. Và chúng ta xác định đầy đủ cái chức năng nhiệm vụ, cũng như là cho nó một cái cơ chế hoạt động, cho nó phù hợp. Để bảo đảm làm sao khi tổ chức được thành lập ra
thì nó sẽ có đầy đủ cái chức năng thẩm quyền để tổ chức thực thi, thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Đấy. Và ở đây nó có một cái nữa là cái cơ chế. Cái cơ chế hiện nay, cái cơ chế mà hiện nay chúng ta đang làm đây là chúng ta phải tính đến làm sao là cái bộ máy chúng ta phải có cái sự phối hợp và chia sẻ nhiều hơn trong cái quá trình mà tổ chức thực thi. Như vậy thì việc mà xác định rõ một mô hình tổ chức cùng với lại là hoàn thiện cơ chế phối hợp sẽ được xem là những cái hướng đi chính để mà việc để có thể khắc phục được tình trạng cồng kềnh của bộ máy trong hệ thống chính trị hiện nay. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Cũng như nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Bình trong thời gian qua đã triển khai nhiều mô hình để thực hiện nghị quyết 18 về tổ chức sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từ thu gọn đầu mối đến sáp nhập cơ quan đảng, chính quyền, sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Trong quá trình đó, mong muốn lớn nhất của những người thực hiện là có được một hướng dẫn cụ thể, đồng bộ, một quy chuẩn chung ngay từ đầu. Chúng tôi thực hiện đây đã có hướng dẫn đâu. Nhưng mà khi thấy những chức năng nhiệm vụ nó tương đồng thì cái sự chỉ đạo cấp ủy nó phải quyết liệt. Thế rồi chúng tôi mong rằng tới đây thì làm sao có hướng dẫn cụ thể và cũng có thể nên tạm dừng một thời gian ngắn để chúng ta đánh giá lại xem cái mô hình hiện nay ta đang thực hiện đấy, sát nhập đấy thì nó hiệu quả không? Hay là lại để như cũ thì tôi nghĩ là cũng nên nghiên cứu. Theo như tôi nghĩ thì để cho cái sự thực hiện nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống thì cũng lên Trung ương cũng phải ban hành ra một cái quy định quy chế thống nhất từ Trung ương. Thì như thế sự thực hiện của các địa phương, các tỉnh cũng như đối với cấp cơ sở chúng tôi là cấp huyện thì nó có sự đồng nhất. Đúng ra là khi chúng ta đã có chủ trương của Đảng, đã có nghị quyết của Trung ương thì các cơ quan chuyên môn phải có hướng dẫn đến tận dưới những cơ sở thực hiện. Thế nhưng mà chưa có hướng dẫn, chúng ta tập trung thực hiện đây là chỉ đạo chung của Trung ương thôi thì chúng tôi nghĩ nó chậm rồi. Thế nhưng mà phải làm ngay, hướng dẫn ngay để dưới là có một cái cơ sở để mà thực hiện. Còn chúng tôi nghĩ rằng là việc thực hiện được tốt hay không tốt thì do con người thôi. Thực ra chúng ta hiện nay đang triển khai thí điểm để tìm tòi ra được cái mô hình, cái phương thức tổ chức nó phù hợp nhất, phát huy hiệu quả nhất. Cho nên có thể dẫn đến cái việc là mỗi nơi thực hiện một khác nhau. Nhưng chúng tôi cho rằng thì bất kỳ cái thử nghiệm nào, thí điểm nào thì cũng tìm ra được cái mô hình tốt nhất. Và cái việc triển khai ở mỗi địa phương dù có khác nhau nhưng chúng tôi đều trên tinh thần học hỏi lẫn nhau. Và có thể chúng ta cũng phải có những cái bước thận trọng để tìm ra cái cách thức phù hợp. Và vì thế tôi cho rằng là cái việc định hình để tìm ra cái thống nhất trong cách thức triển khai cũng là một việc hết sức quan trọng. Đó cũng là mong muốn chung của các địa phương trong cả nước. Giờ đây yêu cầu đặt ra lúc này là Trung ương cần có một hướng dẫn cụ thể, đồng bộ để các địa phương tuân thủ thực hiện. Đặc biệt với những mô hình tinh gọn không thực sự phát huy hiệu quả thì cần phải định hình lại và có phương hướng cụ thể tiếp sau. Sắp xếp bộ máy, tinh gọn nhân sự, tinh giản biên chế thì vấn đề hiện nay khó khăn nhất là về công tác chính sách, các quy định. Cần có những cái quy định thống nhất từ trên xuống dưới và cũng nên hạn chế bớt cái việc mà chế độ từ địa phương này đến địa phương khác tạo cái sự khập khiễng. Đối với cái việc các cái mô hình thí điểm thì đối với ba văn phòng thì chúng ta đã tổng kết rồi. Đấy, và Quốc hội đã thông qua luật rồi và tới đây chúng ta sẽ vận hành theo cái mô hình mới. Thế còn đối với các cái mô hình thí điểm hợp nhất giữa các cái cơ quan chuyên môn của cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện thì tới đây căn cứ vào cái kết luận số 74 của Bộ Chính trị thì Ban Tổ chức Trung ương sẽ là cái cơ quan được giao cái nhiệm vụ là chủ trì hướng dẫn cái việc tổng kết đánh giá các mô hình thí điểm. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ đề xuất mô hình cho nó phù hợp, bảo đảm là chúng ta sẽ thực hiện được cái mục tiêu của nghị quyết là tinh gọn nhưng mà phải là hiệu lực hiệu quả. Những nỗ lực trong công cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy trong nhiệm kỳ được đánh giá như một cuộc cách mạng và để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Hơn lúc nào hết, cần phải khắc phục hạn chế và phát huy những thành quả đó để có thể hiện thực hóa kỳ vọng về một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.